Deathside Tales là phiên bản nâng cấp của Deathside Gundam, một trong năm episode chính diện của series Gundam Wing. Trước đây thì mình đã có đề cập qua con Nataku Gundam hay còn gọi là Ultron của hãng Supernova sản xuất, cho nên nếu như bạn nào có nhu cầu thì có thể tìm thấy video đó trên channel của mình. Còn con Deathside Tales mà chúng ta review ngày hôm nay cũng là do một bên thứ ba sản xuất, nhưng mà cái hãng này thì đã bị Bandai cho bốc hơi khỏi mặt đất rồi, đó chính là Dragon Momoko. Thì theo như truyền thống, khi nói đến dòng Gundam Wing thì chúng ta sẽ nhắc đến hai phiên bản, một là phiên bản TV và hai là phiên bản AW. Xét về thiết kế tổng quan thì chúng ta có thể thấy rằng là Dragon Momoko đã lựa chọn phiên bản TV để thiết kế nền con Mobisuit của mình. Và phiên bản này thì Deathside Tales được trang bị 3 món vũ khí chính để làm nên cái mô típ thần chết của mình. Đầu tiên sẽ là bộ áo tròn bao phủ toàn bộ cơ thể của Deathside Tales. Bộ áo tròn này có khả năng kháng được beam năng lượng và có thể giúp cho Deathside Tales trở nên tàng hình. Chi tiết của bộ áo tròn này sẽ có tổng cộng là 4 cánh, và khi các bạn bung 4 cánh này lên thì các bạn sẽ có thể nhìn rõ hơn những cái chi tiết trên cơ thể của Deathside Tales. Nhìn kỹ hơn ở dưới bộ cánh thì các bạn sẽ thấy có một vài chi tiết hình gai màu đỏ được giấu ở sau đó. Các bạn có thể bung nó ra ngoài để tăng thêm cái độ gai góc khi trưng bày ở chế độ bung này. Một chi tiết đáng chú ý nữa đó chính là ở bộ cánh ở phía sau các bạn sẽ có thêm một cái phần chốt màu đỏ. Nếu như không muốn trưng bày cả 4 bộ cánh đều lật lên trên thì các bạn có sự lựa chọn là đẩy bộ cánh ở phía sau xuống dưới, sau đó chuyển hai bộ cánh ở phía trước ra phía sau thông qua phần chốt màu đỏ mà mình đã đề cập. Và như thế là các bạn có một kiểu trưng bày hoàn toàn mới. Và cá nhân mình thấy kiểu trưng bày như thế này nó hợp với con mắt mình hơn, nó bung được toàn bộ chi tiết của con Gunpla ra nhiều hơn. Vũ khí tiếp theo mà chúng ta sẽ đề cập đó chính là cái lưỡi hái của Deathside Tales. Không giống với Deathside Tales AW thì Deathside Tales trên TV sử dụng một cây lưỡi hái có hai lưỡi beam. Ngoài việc chốt gắn hai beam effect của lưỡi hái có thể thay đổi được góc độ, thì hai hiệu ứng này được Momoko thiết kế lại theo một phong cách khá là thú vị, với những chi tiết nổi và chìm được khắc lên beam effect. Và để cầm được cây lưỡi hái này thì Momoko cuối cùng cũng đã thiết kế lại bộ bàn tay riêng dành cho Deathside Tales, thay vì là sử dụng lại bộ bàn tay của con Strike làm cho con Gunpla không cầm được nhóm món vũ khí. Như trường hợp trước đây là con Testament và con Astray Outframe đã bị. Và cuối cùng các bạn sẽ có một cái Buster Shield với phần mũi màu vàng có thể kéo ra hai bên. Và theo đúng trong phim thì cái Buster Shield này nó còn được trang bị thêm một cái lưỡi beam nữa. Nhưng mà vấn đề đây là mình không mượn được cái lưỡi beam cho nên là chịu khó xem hình trên mạng. Nói về nhược điểm thì như mọi khi nhắc đến Momoko chúng ta thường xuyên nhắc tới cái không đoạn lắp ráp của họ. Nó rất là khó chịu và ráp nó rất là đau tay chứ nó không có trơn tru như là những cái hãng khác. Bù lại thì phần khớp của họ tương đối khá là cứng cáp. Nhưng mà riêng trong trường hợp này thì mình lại không dám đảm bảo như vậy. Vì đa phần những tác phẩm thành công của họ trước đây đều là dựa vào cái bộ khung frame 2.0 của dòng sheet. Nhưng mà riêng lần này thì cái dòng Wing con Deathside Tales này lại không áp dụng được cái frame dòng sheet đó, cho nên mình cảm thấy cái công đoạn lắp ráp của nó tương đối khá là đơn giản. Và một phần thì vì đây là hàng mà mình mượn cho nên là mình không có được trải nghiệm cái độ cứng cáp của nó khi mà nó vừa được ráp ra. Con Deathside Tales mà mình có ở đây thì nó đã bị ảnh hưởng ít nhiều bởi cái nhiệt độ phòng cao của anh chủ, cho nên là cái đầu gối của nó tương đối khá là lỏng. Nhưng mà ít ra là không phải lỏng như là con Nataku Supernova mà mình review trước đây. Và đặc điểm cuối cùng đó chính là về khuôn mặt. Theo như một vài ý kiến mà mình nghe được từ anh em thì đặc điểm chung là ai cũng bảo mặt con này đằng thối ra cả. Ban đầu nhìn ở góc nghiêng thì mình cũng tạm thấy nó ổn ổn, nhưng mà nhìn trực diện thì mình đã hiểu được ý của anh em. Và mình nghĩ cái vấn đề ở đây là vì cái bộ cằm có hai nấc của nó không được tách màu, cho nên là khi nhìn trực diện thì anh em sẽ thấy là cái cằm của nó dài hơn so với khuôn mặt. Để giải quyết cái vấn đề này thì mình nghĩ là tô Gundam Marker lên cái phần nấc ở trong cùng để cho nó tách màu đỏ của cái cằm ra, và như thế là nó sẽ đỡ ngu hơn. Khi nói về biên độ cử động thì chúng ta có đầu trên một khớp cầu, nhưng mà vì phần mũ khá là to cho nên nó khá là cản trở trong việc ngước lên và ngước xuống. Thực chất là các bạn không làm được cả hai cái việc đó luôn. Vai có thể đẩy lên, đẩy xuống và có thể kéo ra ngoài. Giáp vai cố định với cánh tay và phần giáp có thể đẩy lên. Cánh tay đẩy ra ngoài. Bắp tay xoay. Tay gập trên hai khớp. Cổ tay trên một khớp cầu. Phần bụng trên một khớp cầu ở thân trên và thân dưới trên một chốt xoay. Váy trước có thể đẩy lên và đẩy ra ngoài. Váy ngang trên một khớp cầu có thể đẩy lên khá là hạn chế. Váy sau cũng có thể đẩy lên. Chân đá lên khá là cao. Xoạc rất là ok.
bắp chân xoay, chân gặp trên hai khớp, cổ chân trên hai khớp cầu ở trên và dưới, giáp chân trên một khớp cầu, mũi chân có thể bẻ xuống. Ngày xưa cái giai đoạn mà Momoko tung con này ra thị trường thì có thể nói là những người sưu tập Gundam dòng Wing rất là vui, tại vì có khá là ít mẫu model kit làm về thiết kế của con này, đa phần là toàn là con đã xài theo custom bên AW, thậm chí là bên Supernova họ cũng thiết kế con đã xài theo kiểu AW chứ không có làm như kiểu TV này. Nhưng mà bây giờ Momoko thì cũng bốc hơi rồi, cho nên là collector dòng Wing có thể nói là đang khóc tiếng máng. Và như mọi khi, vì đây là hàng bootleg cho nên là chúng ta sẽ không có phần đánh giá thang điểm. Và review của mình đến đây là kết thúc. Hãy cân nhắc việc bấm đăng ký và bấm cái chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi bọn mình làm video mới. Hẹn gặp lại các bạn vào clip sau.